Hello anh em nha, bây giờ đang là 9 giờ 46 Buổi sáng thì em uh, có nhắn tin với quý là đi mua cho nó một cái uh, cái đai của nó anh em ạ Cái đai nó bán với giá là 4 kim Thì đêm qua em nhặt được cái áo này anh em ạ à, Cái áo phục hồi 40 mà không có làm chậm Đây cho anh em biết em đang mua cái đai gì nha Clip này là em đi mua cái đai anh em ạ. Vâng, đây là cái đai kháng lôi 25, sinh lực 23 và nội lực 103 anh em ạ. À. Ok không anh em? Đây khá là ưng anh ạ. Đai hiện tại đang là đai Mộc Lô 1 anh em. Có ok ý? chiếu theo cái vấn đề về xét đồ thì em cũng đã hòm hòm được xét đồ hôm qua em đã đấu giá được chiếu dạ rồi đấu giá chiếu dạ rồi bây giờ có đai rồi có nhẫn rồi mũ làm tráng 30 rồi vũ khí tráng 30 rồi áo kháng dây chuyền bao tay ngọc bội nhẫn nhẫn mộc nhẫn hỏa đâu hai cái nhẫn bọc chín gì hai cái nhẫn bọc xin gì đúng không ừ. ok đấy anh em ạ ok đây là một cái clip giao dịch đồ thôi anh em nha cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip này của em nha à còn à, à, nói với anh em là hôm qua em nhặt được một món này quên mất nhặt được một món này anh em ạ. Đây. Ui, có hai món đồ nữa kìa. Đây, em nhặt được cái áo này anh em ơi. Ok không anh em? Sời. Anh em thấy được không ạ? Đây là một cái áo phục hồi 40, kháng băng 15, chúng độc 30, sinh lực 34. Quá ngon anh em. Xem giày gì đây? Úi, được nha. Rồi, ơi, được cái giày ấy này. 30 30 19. 14 12 đúng bộ luôn đấy đúng bộ luôn đấy hai cái này con này là dành cho nhau rồi đấy mà cái giày này phải là choáng 40 thì mới có tiền được ok anh em nhé cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip này của em nhé hẹn gặp anh em ở các clip lần sau nha bye bye tất cả anh em nha